mọi người, hôm nay ba chị em song thư đã quay trở lại và tụi mình sẽ cùng nhau thực hiện một thách theo yêu cầu rất là đặc biệt, đó chính là thách nước chanh. Ủa, thách nước chanh mà không thấy chanh đâu hết ta? Đây, đây. Đây, đây là chanh của chúng ta. Các bạn thấy không, hôm nay chúng ta có rất là nhiều chanh. Và bây giờ anh Thư sẽ đọc thể lệ cuộc chơi cho tất cả các bạn nghe nha. Đây là một thách yêu cầu của bạn có tên là Mint Nguyễn. Chị ơi, em có một thử thách cho Song Thư Channel, đó là nước chanh challenge. Cuộc chơi như sau: chị chuẩn bị 3 cốc nước trắng, chuẩn bị 10 trái chanh, mấy trái cũng được nha chị, và một hũ đường. Cách làm thâm, chị chuẩn bị lá thâm. Thâm này là số lượng chanh để chị bỏ vô nước nhé. Ví dụ bóc được 10 thì phải bỏ 10 trái vô. Tiếp theo là thâm dụng cụ để múc đường, bao gồm vá, múc cơm, muỗng, nĩa, chén nhỏ. Và cuối cùng là thâm lượng đường. Trong thâm đó chị viết số 4. Mình múc 4 muỗng đường vào, nhưng chị phải múc bằng dụng cụ mà chị bóc được, chứ không được múc bằng dụng cụ khác nha chị. Hình phạt: trong 10 giây ai mà không uống hết cái ly nước chanh của mình á là phải bị uống một ly nước chanh mà nhiều chanh nhưng ít nước nhé chị. Mong chị chấp nhận. Vậy cái hình phạt này có nghĩa là mình giống như là uống nước cốt chanh rồi đó. Nhiều chanh, anh Thương nghĩ chắc là nhiều chanh cũng phải 5-6 trái ở đó đúng không? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ bốc thăm chanh trước, để xem ba đứa mình sẽ cùng nhau bốc thăm mỗi đứa bao nhiêu trái nha. Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Quanh tù xì ra cái gì ra cái này. Quanh tù xì ra cái này. Ra cái gì ra cái này. Yeah. Rồi, chị Hai bốc trước. Dạ. Trong mình chỉ có 3 thâm thôi nha các bạn. 3 thâm tương ứng với một cái con số trái chanh, một cái số lượng chanh. Chị Hai Nhung không biết là cái số rồi, nhiều nhất là bao nhiêu nha. Có 2 tờ hỏi thôi, không biết là đâu. Thôi chờ mở chung nha, chờ mở chung dạ. Nha. Rồi. 1, 2, 3. 2 trái, 5 trái. Trời ơi. 7 trái. 2 trái. 5 trái. 7 trái. 7 trái nha. Bắt đầu mình cắt chanh mình bỏ vô trước đi. Người người bóc trước là sẽ bị xui. Người bóc cuối cùng là hơn nhất. May mắn. Hai trái thì dùng hơn luôn nè. Rồi, mình có tấm thớt ở đây luôn các bạn ơi. Bây giờ tạm thời để của Thiên Thư qua một bên nha. Bây giờ chị Nhung sẽ cắt 7 cái chanh. Rồi, chị Nhung 7 cái chanh trước. Rồi, 7 cái chanh trước nha. Không, cái phần này tôi nhanh đi. Cứ lo ấy đi. Ủa vậy đúng không? Trời ơi, một lần 7 trái chanh. Chết tôi rồi. Em có 2 trái chanh. Đây, 3 trái. À, cái này của em hả? Không, không, từ từ để chị ba làm cho chị hai chứ. Chứ không lộn. 4 trái. Chết. Trời ơi, sao trái lớn quá vậy? 5 trái. Chị hai chết hay chết? 6 trái. Đúng rồi, trái lớn. 7 trái. Kiểu rồi, chị Nhung rồi. Xong. Toàn là mấy trái nhỏ. Rồi, bây giờ tới Thiên Thư là 2 trái thôi đúng không? Thiên Thư nha, trái bự luôn được không? Thôi. Chết chị Nhung đi các em ơi. Cuốn chị Nhung đi. Rồi, Thiên Thư ở đây 2 trái. Rồi, Thiên Thư chắc đi Thiên Thư. Rồi, Thiên Thư sẽ 2 trái. Trời ơi, Thiên Thư có 2 trái à, đã sướng quá đi. Ủa vậy anh Thư 5 trái là anh Thư cũng đáng sợ lắm luôn á, chứ không có giỡn đâu nha. Rồi, anh Thư cắt 5 trái cho mình nè. Một trái nè. Ha. Trời ơi, cắt cho tôi trái bự không nha. À, thôi. Còn một ly luôn rồi nè. Giờ trả thù. Trời ơi, nó chua quá các bạn ơi, cái mùi. Nghe muốn thèm mà xoài xoài lắc quá. Mình bị chảy nước vải trong miệng luôn á. Ghê quá. Còn thiếu hơn có chút xíu các bạn. Trời ơi, sao ít quá vậy? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, anh Thư đã xong phần của mình. Trời ơi, 5 trái cũng ghê lắm á, đừng giỡn nha. Nhưng mà cô cũng đỡ hơn là của chị Nhung. 7 trái nha em ơi. Nước chanh mà nước cốt. Nước cốt chanh mà nửa ly nước. Quá kinh dị. Chắc kỹ được nha Thiên Thư. Đây là chị. Có 2 trái mà dắt hờ hờ đâu được đâu.
phải dùng hết sức mạnh. Dắt sao mà dắt cái gì? 1, 2, 3 dắt. Các bạn thì chơi không bằng gian, mặc dù hai trái nhưng mà chơi chắc rất là nhiệt tình. Thấy chưa? Có nhiều đây hay không? Sướng à. Như đây mà để một giá đồ là thấy mồ luôn á ha. À, còn ngủ luôn nha. Bảo đảm đêm nay là bắt ra được 2 kg. Em ốm đi, uống chanh là ốm đi. Nhưng mà bỏ đường nhiều quá làm cho mặt chua ra. Chua quá các bạn. Dạ. Chua quá. Trời ơi. Chua quá. Chua thiệt. Cái chua mà kèm theo đắng. Cái mùi chua mà nó hộc lên luôn á các bạn. Trời chua quá các bạn ơi. Chị anh Thư cũng đâu có xui gì chị Nhung đâu. Trời ơi, chua quá. Xui Nhung có 2 trái rồi. Rồi xong chị. Là các bạn ơi, tiếp theo là mình sẽ đến với lượt bốc thăm dụng cụ để múc đường. Trong đây là gồm có một muỗng ăn cơm, một cái vá canh với lại một cái muỗng cà phê. Yes. Ai mà cái vá canh múc đường là hơi mệt đó nha. Chị Nhung cầu cho chị Nhung được 10 muỗng. À đúng rồi, chị Nhung là cần vá canh nè. Còn anh Thư thì cũng cần vá canh thôi. Chị Nhung mà một muỗng cà phê nhỏ là cái chị Nhung tiêu luôn. Thì Thư thì mà 10 muỗng là 10 muỗng vá canh là thu luôn là xong luôn á. À, bây giờ okay, đi. Tôi xì. Hai ba. Quán tàu xì là ra cái này là ra cái này. Quán tàu xì là ra cái này là ra cái này. Quán tàu xì ra cái gì là ra cái này. Quán tàu xì ra cái gì là ra cái này. Rồi. Quán tàu xì là cái gì là ra cái này. Rồi chị Nhung bóc trước tiếp. Bóc vẫn là như hôm nãy các bạn ơi. Cả không biết hên hay xui. Trước hay xui quá à. Rồi, tôi nghĩ tôi xuống quá nha. Muỗng ăn cơm. Muỗng ăn cơm. Ai mua muỗng canh đây? Cách mộ hai đứa mình, ai muỗng canh, ai muỗng cà phê đây? Chị Nhung là muỗng ăn cơm. Muỗng canh chứ. 1, 2, 3. Muỗng cà phê. Bao nhiêu muỗng đường? Ôi vậy hả? Vâng, đúng rồi. Trời ơi. Các bạn ơi, đây chỉ là cái dụng cụ thôi các bạn ơi. Còn bao nhiêu muỗng đường mới quan trọng nha. Ờ, đúng rồi. Rồi tiếp tục mình bỏ vô thôi. Đây thôi là muỗng cà phê. Yeah, yeah, oh yeah. Mấy lượt thăm mới. Ok. Trời ơi, đang làm tưởng rồi. Đang làm tưởng. Unbalanceable, đây là cái thăm số lượng. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm cái số lượng đường bao nhiêu muỗng để vào chanh của mình. Thôi bây giờ bánh tôi xề trên nó hên đi. Chị Nhung chỉ cầu chị Nhung 10 muỗng. Quánh tù xì ra cái gì là ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì là ra cái này. Quánh tù xì là ra cái gì là ra cái này. Xui lắm, chị xui, bị lòng tư với anh Thư đi trước. Để chị Nhung sẽ lắc đều. Xui lắm. Rồi, bóc đi. Ủa, chị Nhung bóc trúng muỗng ăn cơm à? Hiện Thư là muỗng cà phê. Chờ cho chị Nhung 10 muỗng rồi. Cái lượng này thì bẻ khoảng bao nhiêu muỗng đường? Muỗng thôi. À, một muỗng. Cầu đi chị Thư 10 muỗng. Nên đến Thiên Thư. Không dám mở thôi, đợi hai chị em này mở. Gái. Cái gì vậy? Thôi mở cái trước đi. Về mở cái trước đi. Mở cái trước đi. Chá một muỗng. Một muỗng. Một muỗng. Em hơn. Hai muỗng các bạn ơi, anh Thư chỉ có 2 muỗng canh thôi. Trời ơi, có mình đi Dung mà đau khổ chứ nè. Đi Dung 1 muỗng. 1 muỗng. 1 muỗng ăn cơm hả? Ờ, chứ như đây chá mà 1 muỗng chắc là ói luôn. Rồi, ok. Rồi, lấy đường lên chị Dung á. Mười muỗng. Trời ơi, coi hũ đường nè. Mười muỗng. Anh Thư 2 muỗng, anh Thư hên quá. Anh Thư mà 10 muỗng đường thì chắc Thư chết, không được. Mà 1 muỗng thì không cũng được. Nói chung là anh Thư bao nhiêu muỗng cũng được. Nè, chị anh Thư múc trước đi. Nói chung là hôm nay anh Thư thấy anh Thư cũng hên hên á. Anh Thư cũng hên hên. Chà, trong các bạn ơi. Ú, cha cha cha. Quá tuyệt vời còn gì. Chị Thư là quá tuyệt vời rồi. Rồi. Tới mình chị Nhung thôi. Muỗng thứ hai. Ủa, 2 muỗng hả? Trời dạ, 2 muỗng. Đã quá à. Hình như anh Thư là vừa luôn á các bạn ơi. Vừa luôn. Không phải dàn vừa đâu. Vừa Nhung hiểu rồi đó. Vừa đâu. Chị Nhung hiểu là ai vừa rồi. Rồi, hiện hơn mấy muỗng nè? 10 muỗng.
đây 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 chim ba bút giùm cho. Đó này nè, muỗng này nè, muỗng này, muỗng này. Cái muỗng này mà trời ơi. Em là muỗng cà phê mà. Muỗng cà phê này nè, cà phê này nè. Đó. Có chừng đổ đó nha. Dạ. Một, hai, ba, số ba, bốn, bốn, năm, 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 bốn, năm, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 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 đợi chị Nhung ơi, xong rồi tụi mình sẽ cùng nhau quậy nha. Trận này thấy chị Nhung chơi thử thách là bị thua hơn nhiều nha. Trời ơi, quá thiên thư. Thiên thư, thiên thư, thiên thư. Thiên thư như là lam á. Một thiện. Nó dẻo như lam. Các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau quậy rứt chanh của tụi mình lên nha. Yeah. Các bạn ơi, rứt chanh của thiên thư như lam luôn rồi. Chia bớt cho chị hai đi. Nè. Thôi vậy. Chơi vậy đâu có được. Dạ, dạ, dạ. Biết mà. Trời ơi, nhưng mà nó nghe nè, trong này hộp không, uống sao, uống hộp luôn hả? Uống hộp thôi. Kỳ vậy. Đây là nước sinh tố giải nhiệt. Đây, các bạn có thể nhìn nước chanh của anh Thư ngon các bạn. Ngon quá luôn. Cái lượng đường, cái lượng chanh vừa đủ với nhau luôn á. Bạn Thư thấy nó sệt, mà nó không có sệt quá nè. Mà nó không có lỏng quá. Vậy Thư này xuống hên rồi. Đã rồi. Chị Nhung thả. Tuy là cái áo màu đen nhưng mà số đỏ nè. Rồi bây giờ uống đi. Tan hết chưa? Không, Thiên Thư phải làm cho nó tan hết luôn á. Quậy hoài cho nó tan. Lâu lắm. Chưa tan hết chưa? Không rồi. Các bạn ơi, bây giờ ba ly nước chanh kinh dị của ba tụi mình đã hòa tan đều. Bây giờ tụi mình không biết nó ngon như thế nào. Tụi mình sẽ nếm thử một miếng nha. Anh Thư nếm trước nha. Trời ơi, chua quá. Vẫn còn chua luôn á. Rồi Thiên Thư đi. Chắc Thiên Thư không chua. Thiên Thư ngon quá rồi. Gì vậy? Nếm thử một miếng coi nó có vị gì. Nếm thử nếm đi. Đại má. Tụi mình sẽ bắt đầu đếm lượt thời gian nha. Trong mấy phút? Dạ trong 10 giây. 10 giây mà không được ngưng nghỉ. Phải chịu đựng cái sự chua hay ngọt gì đó. Mà của anh Thư là cái vừa ngọt vừa chua luôn, Thư khó chịu luôn á. Nó kỳ lắm. Tưởng ngon mà không, cuối cùng là không có ngon. Bây giờ anh Thư sẽ bắt đầu xét thời gian. Mình sẽ canh đúng 10 giây và anh Thư sẽ vừa uống vừa canh 10 giây. Anh Thư sẽ bấm tắt. Và ok, chúng ta sẽ chinh phục ly nước chanh của chúng ta trong vòng 10 giây nha các bạn. Thiên Thư ơi, bắt đầu chưa? Cố lên nha. Vì cái canh của em ngon lắm thì em cố lên nha. Đúng rồi. Chị Nhung ơi, cố lên luôn. Anh Thư cố lên luôn. 1, 2, 3, bắt đầu. Bị đau họng. Trời. Trời. Thiên Thư đau bụng luôn rồi. Tại vì đường nhiều quá cũng làm Thiên Thư đau bụng nữa. Thôi. Chua. Giờ sao? Cái này giờ xử sao? Em muốn đi không? Em cũng muốn chết luôn.
À, bây giờ hai người chưa uống xong hả? Rất hân hạnh trân trọng báo tin vui, đó chính là hai người sẽ phải uống nước cốt chanh, trong đó chanh nhiều hơn nước và không có đường luôn. Uống như vậy thôi còn đang muốn xỉu rồi. Xin chia buồn với chị hai. Các bạn ơi, bây giờ cảm giác của anh Thư là cái họng anh Thư nó có vị chua ngọt, nó ngộ mà cái đầu nó nhức luôn đó, không biết tại sao nữa, hay là nhiều đường quá không biết. Còn chị Nhung á, chị Nhung cảm thấy là chị Nhung đang bị rất là xót ruột, đang rất xót ruột các em ạ. Bây giờ cái phần bị phạt nó mới đau lòng đây nè. Bây giờ phần bị phạt nó không còn có đường, không có đường nữa thì không biết nó sẽ như thế nào đây. Thôi bây giờ lấy chanh cắt tiếp đi. Hôm nay chị Thư có duyên với cắt chanh lắm mấy em. Kệ, cố lên. Mày mướt mình sẽ trả thù chị ba. Ừ, đúng rồi. Yeah, 1, 2, 3, yeah. Các bạn ơi, bây giờ á, với lý do là mình chỉ có một cái phần phạt thôi, nhưng mà ở đây đến hai người thua lận, cho nên là chị Nhung và bạn Thiên Thư sẽ cùng nhau chia đôi cái phần phạt này. Và anh Thư sẽ là người cắt chanh tiếp tục. Hôm nay chị Thư rất là có duyên chắc cắt chanh. Đây, anh Thư sẽ để tất cả là 6 cái chanh vào trong cái ly nước này. Trời ơi quá, chanh nhỏ không luôn. Trời ơi, bụng quá. Chưa chanh nhỏ. Bụng rồi hả? Chị hai yên tâm, chanh nhỏ chị hai. Nhỏ gì mà nhỏ, nước nhiều lắm, chanh này nước nhiều quá. Nói chung là mình mà uống chanh mà chua quá là vô y như là bị diệt miệng. Nhưng mà các em đừng có nên làm cái này nha. Các em nhỏ không thử. Đúng rồi, không nên chơi cái trò này vì rất là nguy hiểm đến cả bao tử với các bạn ạ. Hệ tiêu hóa, bao tử của các bạn nói chung là nó sẽ không ổn khi mà bạn uống quá nhiều chanh như thế. Chanh chua nữa. Xong thôi, chỉ làm gì cho giải trí cho các bạn vui thôi. Yeah. Trời ơi, chanh nhiều quá chị hai ơi. Ơi mày, cái mùi này. Bạn ơi, bây giờ mình sẽ để lượng nước vào nha. Lượng nước sẽ ít hơn lượng nước cốt chanh. Thì anh Thư sẽ đổ vô nha các bạn. Một muỗng. Có tâm chút nha chị Thư. Rồi hai muỗng các bạn. Trời ơi. Không đường. Không đường. Có hai muỗng nước. Đúng vậy. Rồi hai người chia đôi. Chị hai uống trước. Hai uống trước thì uống một nửa rồi Thư hơn một nửa. Từ lớn bé. Nửa ly không? Thấy sợ quá à. Cố lên nha. Uống nha. Uống nha. Uống đi. Uống nha. Chúc bạn giật điện vui vẻ. Trời ơi. Nặng gì mà đến nỗi mà nó cái vị đắng luôn. Ghê quá. Ai nặng cho chân đất có tâm như vậy. Chị anh Thư. Ông chị anh Thư, chị Nhung cũng nặng luôn á. Chị Nhung nặng có tâm đi, chị Nhung nặng chắc hết cái chân. Chị ác quá à. Hèn chi nó đắng. Đắng ghét luôn. Hiền Thư ơi. Hút chiều cuối luôn Hiền Thư. Muốn uống thử. Không. Ôi, đắng lắm em. Chua lắm á. Ráng lên đi. Ráng chinh phục cái thách. Tưởng bị chị hai uống giùm em. Em nghe cái mùi là em phát ngán rồi. Cố lên. Thiên Thư anh hùng lắm. Cố lại. Nhanh lên. Hết giờ nha. Cố lên. Ôi ơi, Thiên Thư anh hùng. Yeah! Wow, Thiên Thư là ông hùng.
Thôi các bạn ơi, bây giờ còn miếng này thôi, tại vì anh Thư quá, anh Thư còn nhỏ mà uống nhiều nước chanh quá là không tốt cho hệ bao tử. Nhưng là bây giờ anh Thư sẽ thử miếng thôi sao đây. Trời. Thử miếng nha, để coi giật điện coi. Thiện Thư hay thiệt, các bạn ơi, còn cái thức nó chua lè quá. Anh Thư nhắc có một miếng không là anh Thư thiệt á. Thiện Thư sao? Ờ. Nước chanh nó tiêu hóa. Nước chanh nó tiêu hóa, người sẽ ở. Chị hai như vậy, Thiện Thư cái này. Chị hai cảm thấy đau bụng quá. Đau bụng lắm, đau bụng. Sốc ruột. Sốc ruột, cái chanh này đau hết sốc ruột rồi. Các bạn không tin, các bạn không có làm được cái này. Các bạn không tin là anh Thư định nói với bạn không tin thì các bạn làm đi, mà làm điều dụ bậy các bạn rồi. Ok, vậy là cuối cùng hôm nay là thử thách nước chanh của anh Thư và chị Nhung và Thiên Thư mới kết thúc rồi. Rất cảm ơn bạn Miên Nguyễn đã đặt ra một thách cực kỳ hay cho chị em mình. Nếu như tất cả các bạn thấy video này quá chua, quá kỳ đặc, quá ngọt, các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Song Thư ra thêm nhiều clip mới nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Song Thư love you. Bạn Thiên Thư của chúng ta hôm nay đến My Kingdom để kiếm Barbie Alive. À bây giờ Alive này là một cú bơi có thể là dùng súng. Biết ăn, biết uống, là gì nữa? Biết bè. Biết bè. Dễ thương quá các bạn ạ. À. À, rất là đáng.